Khương kính cha một đoạn cho khách Gạch Giá Kiên Giang, bộ hát K300 và Micro U87. K300 này thì bộ này thì là bộ cuối cùng, tuần sau Khương mới về hàng thêm nữa nha. Và bộ này thì cái giá thị trường thì nó cũng ngang tầm với X5, nó hơi nhập hơi rẻ hơn X5 khoảng mười mấy ngàn thôi nha. Nói chung là hai bộ này thì cũng ngang giá nhau nha. Còn bộ này đặc biệt là chúng ta chỉ hát những cái dòng mic 5V nha, từ AT100, ví dụ như mic nào 5V thì chúng ta hát cũng được nha. Còn chúng ta hát K200, K320 vân vân thì chúng ta sẽ bắt buộc phải mua cục nguồn 48V nha, nó khác với cục X5 nha. Cục X5 thì nó có tích hợp sẵn nguồn 48 nha, nó chỉ như vậy thôi. Còn cái độ hay dở thì các anh chị em xem video nha. Kiểm tra một đoạn cho anh trai ở Gạch Giá Kiên Giang đã nhận tiền 8:15 Vietcombank nha. Cảm ơn anh. Video hướng dẫn thì em đã chỉ anh hết rồi. Video này video test. Em test nửa bài Gu Nửa Vầng Trăng, sáng tác Quy Phương, Đông Nam, Son Thứ, kênh karaoke Nhật Nguyễn. Chưa em hoài, đời em mãi, sao em hững hờ. Chuyện chúng mình giờ nước mắt thay lời chia ly, không người xa đi. Anh yêu em như trời biển rộng, nay chim kia xa vào trời mộng. Thời gian hơi nửa vầng trăng rơi, để tình đơn côi. Đêm dài vầng trăng lơ lửng trên đầu, vầng trăng chẳng xưa sao không còn nữa. Em ra đi chưa nói một lời, dù một lời cay đắng trong tôi. Dòng sông ơi, tình yêu ơi, dòng sông này xa nhau anh hiểu tình đời, cuộc tình thừa như án mây trôi, để nụ cười heo hắt trên môi. Dòng sông lặng nhìn vầng trăng xa hướng chân trời, hẹn chẳng về tiếng giấy phút say mộng yêu thương, nỗi lời yêu đương. Ơi quê hương xinh đẹp ngàn đời, con sông trôi xuôi về biển cả, người sao nỡ nỗi lời chia xa, để tình phôi pha. Một lần nữa Khương cảm ơn anh trai khách hàng Gạch Giá Kiên Giang đã ủng hộ Khương bộ hát livestream thu âm K300 ha. Bộ này thì cũng hơn 1 triệu thôi, chưa tới 2 triệu anh nhé. Và anh đã chuyển khoản em xong. Một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều.